Con gì đấy? Con gì đây? Sao anh phải trốn em sao thế? Em đi làm gì? Cả mấy chi nữa? Sao? Sao tôi dẫn nó làm gì ấy Cấn? Anh đã bị làm sao ấy? Không em sao? Gì ấy? Nào? Anh có biết lên đi chết nào không? Anh phải trốn em sao đấy? Trốn gì vợ chồng anh du lịch? Tao bộ rồi, nó có cho anh biết thế. Bộ cái gì? Anh có biết cái gì mà em bộ đi? Anh có biết anh đang đi tổn thương đâu mọi người không? Anh nói đi. Ơi. Gì? Mà cười cho tao. Tao có chuyện nói đấy. Chuyện gì? Mà nói với ai? Cô chú ý tí. Nhiều ơi. Ô anh Chiến đâu? Bọn đi chơi hết rồi. Chơi đâu? Sao ba? Hai, sao không? Đi du lịch hết rồi. Bỏ tao mình nhà này. Chiến đi đâu rồi cô? Chiến nó đi, chị em nó đi rồi. Đi đâu ạ? Chơi ở đâu rồi? Ôi, con có chuyện con nói. Chuyện gì? Mày chỉ vớ vẩn cái gì mà đây mày... Nó hút sai rồi cô ạ. Có rồi. Có thì mày có. Mày đi đây vào đây nhận bại cho tao gì? Có không ăn vạ đâu, cô đừng nói thế. Bây giờ anh Chiến làm con như này giờ cô lại bảo con ăn vạ. Ai mà đi với thằng nào mà về đây mà ăn vạ nhà này đấy. Chiến làm gì nó có đây này, có ăn nó đây này. Bảo anh Tuấn này. Con thì nó đi với anh Chiến đi đâu mà ai đâu mà ở đây con này lề. Bây giờ thằng rồi về đây vào được ăn vạ cô. Cô đừng nói thế, con lên rừng xuống núi xuống biển thì anh đấy bây giờ tự nhiên lại bảo con như thế. Bây giờ con này lề thế cô nói thế. Con nhiều con đi. 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 Con giấy trắng mực đen như này rồi, cô nhìn này, nhìn chứng ký đi. Thế này. Không tin được. Thôi thôi, mình mang đi. Mày đi với thằng nào mà cũng đừng nhiều thằng ấy. Cô đừng nói thế không? Không, cái bà vẫn cười ấy nhở. Không, vợ con con đây này, đến đây mà ăn vạ. Như đây. Đúng rồi, già rồi, chả biết cái gì cả. Mày đi đây tao. Mày vớ vẩn thôi. Cái con già rồi không biết là đã bảo là có bầu rồi. Có rồi, mà đi tìm ai mà đi làm lại. Đừng có nói thế, mang tiếng con ra bây giờ. Đến lúc đẻ con ra, con ra thì làm nào? Con trai xét nghiệm đi, của ai? Đi xét nghiệm đi xem. Thế 9 tháng 10 ngày này anh mới vớ vẩn. Tự chịu thôi. Thế con của nhà cô cũng thích à? Đây là của Thần Tuấn. Cái gì không phải của con? Nhân được à? Con của ai? Bà đi đây. Con của anh Chiến ấy, bà đừng có. Thế cả con đến chỗ đến mẹ không phải nhận nữa. Không hiểu cái kiểu gì luôn đấy. Ra đây con bảo. Đi. Đi đây. Bực thế nhở? Thế không nhận nhở? Ai có bàn tính sách đi. Bây giờ đi ấy đi. Có tiền không? Có tiền không? Còn ít. Thế đi bao? Mày đi tìm anh Chiến á? Ờ. Đi tìm anh Chiến đi. Nhưng mà cái này không phải của anh Chiến không? Chẳng của anh Chiến, chẳng của ai, mày không tin tao à? Tiếp đi hiểu. Thế mày quần áo mày đâu? Vừa mới quay về với nhau, xong giờ tự dưng lại còn đi spa. Mày không cầm đi tí nữa lấy cái gì cho anh Chiến? Giờ lấy đâu ra tiền đi bây giờ? Mày không cầm đi lấy gì cho anh Chiến đúc vào? Đi cả mười mấy ngày nữa có tiền mày bán cái này đi, bán cái vàng cái này. Không bán. Đi, vay tiền rẻ đi, tao vay hết rồi. Quần áo mày đâu, mày còn mặc này, đây là chết lạnh à? Hả? Đi quần áo làm gì có quần áo. Đi lên đấy là tính, vay tiền đi rồi đi mua. Đi. Nói đi luôn, mày cứ đứng làm gì. Gọi taxi đi, tao đi bộ đâu. Đi ra ngoài có taxi, trong làng thấy đâu taxi. Điện thoại làm gì gọi đi. Đi. Trong làng không có taxi đâu. Đấy đi, nhưng mà ở đây rộng thế này làm sao mà tìm những người được. Nghỉ đâu bây giờ? Nghỉ này xem mọi người phải không? Chả nhìn thấy cái gì luôn. Xin Chiến rồi phải không? Ui. Nhìn thấy Chiến không? Phải không? Có ai trong này đâu. Ôi. Biển đen của anh Chiến đây rồi. Bà ơi. Chào bà. Bà ơi, cho em hỏi nhé. Cái xe, người chủ cái xe này đâu rồi bà? Ờ, cái này ở trên phòng 18. Tầng 4 ạ. Con, con là bà. Con lên trên đấy nhé. Rồi, bà đi cho lên. Cảm ơn nhé. Ờ, đi lên. Thank you.
đâu nhá. Bây giờ anh còn nói như thế không ạ? Hả? Mẹ tao có điên không? Tao làm sao? Đi ra ngoài đi. Đi ra ngoài đừng có đổ đen như thế. Anh bội bạc nó vừa với bảo đấy chứ. Mày đi ra mày làm sao qua chị đi ra ngoài. Bỏ đi. Có mày nữa mẹ. Em đi ra đi. Ra ngoài. Cút con điên này. Bỏ này. Làm sao? Anh hỏi anh em đi đây làm gì? Anh còn cười mà vừa với bảo đấy chứ. Thế anh không lo em giải quyết cái vấn đề này đi. Thế là nó có rồi. Tao bắt nó chịu trách nhiệm với tao được chưa? Chắc gì đã phải có chồng tao. Em nghĩ lại đi, em ngủ bao nhiêu người? Ngủ bao nhiêu người anh biết rồi à? Anh có biết gần một tháng nay tôi ở với anh không? Tôi theo anh lên vào giống ruộng, ăn cơm bụi cho đến nhà hàng, được chưa? Được rồi, nhưng mà những ngày vừa rồi thì em như nào? Ăn ở... Chửi có một tí ra là sao mà không chịu được? Bây giờ có kết quả ra rồi không thì trách nhiệm à? Hả? Em đi ra khỏi đây. Có thể anh không theo tôi nhưng anh phải có cho tôi một cái câu trả lời chứ. Anh ít nhất là anh phải bồi thường cho tôi xứng đáng chứ. Không bồi thường được thì anh phải chịu trách nhiệm với tôi chứ. Em xem lại mình đi nhá. Anh với em với nhau vừa có được một tháng nay thôi nhá. Một tháng em có tháng nha. Không có thì chắc mày ra ngoài là biết kết quả rồi, anh biết chưa? Ngủ với nhau một tháng mà có con được á? Hả? À? Em đoán nói kiểu mày gì á? Mày đừng có con thế à? Kết quả rồi. Mày đừng có con thế thế đấy. Chỉ có cái loại mày điếc thì mày như thế thôi. Chả có điếc thì điếc, tao còn đẻ được con chứ mày. Nhưng tao ở mới lại một tháng nay, tao đã có rồi đấy. Còn tao yêu mấy năm rồi tao có. Mấy thằng nọ ấy thì chưa chắc là của chồng tao, bây giờ trách nhiệm nó đi. Nếu là của chúng ta, tao anh có biết một tháng không rồi, tao ở với nó 24/24 đấy, được chưa? 24/24. Thôi, tóm lại Chi với Thảo, cuốn nói ra ngoài đi, cho anh truyền nó ở đây. Thôi gì, với muốn nhà. Anh muốn người cuốn ra ngoài á. Anh sao? Sao? Nó nói đúng rồi đấy, anh còn định trốn trách, bỏ trách nhiệm cái gì nữa hả? Đừng động người anh nhá. Anh đã quyết định theo nó, anh muốn đánh con gái. Anh đuổi ra ngoài nhá. Anh đừng động người em xem. Vợ chồng ta thì dù người ta bỏ qua. Không có, đi ra ngoài lại cái này, cái con này kia. Sao? Thế là bỏ ra. Mày mà đi ra ngoài, chúng mày đi ra ngoài đi. Chơi chết với mày luôn đấy, đây đi vào. Anh phải động ông Tuấn Kỳ xem. Động gì á? Bỏ ra. Bỏ cái con điên này. Bỏ ra ngoài không hả? Mày muốn chết không ạ? Mày muốn chết không ạ? Thôi. Đi ra ngoài. Thôi. Mà thôi, đây đang muộn rồi đấy nhá. Mày nói ra ngoài đi. Có gì mai từ nói nhá. Còn em bảo em có con anh ấy, anh không tin được đấy đâu nhá. Mai anh đưa em đi xét nghiệm. Đi xét nghiệm đi rồi biết. Rồi, mai anh đi xét nghiệm. Lấy trắng một đen sợ đéo gì. Bây giờ không trả lời giấy tờ với tao ở nơi á. Đừng hỏng, tao để yên chúng mày đi, tao vui vẻ. Cái loại bác chạy thôi.